Rồi xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại khu vườn của anh Khuyên ở bên Tiểu Cần Cà Vinh anh em. Ngày hôm nay thì anh Khuyên ảnh có về mấy cây mai tàn lớn nha anh em. Đế đẹp nha. Thì chút xíu anh sẽ báo giá từng gốc cho anh em tham khảo, anh em thấy giá ok hợp lý thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Khuyên nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Những video nào mà anh em không thấy số điện thoại trên cái phần tiêu đề nữa anh em là những video đã giao dịch thành công toàn bộ hết rồi nha anh em. Giờ mình xin mời tất cả anh em vô tham quan một số gốc mai ngày hôm nay. Anh Khuyên ơi, mình giới thiệu địa chỉ vườn quen thuộc của mình luôn ha anh Khuyên. Mình đây là ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nha. Ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em như gốc mai ha anh Khuyên. Bốn gốc ha. Rồi đầu tiên sẽ quay cho anh em cây mã số 1 nha em. Cây này tàn hơi bị đẹp nha anh em. Ai là bông nó đỉnh lắm anh em ơi. Rồi mình sẽ quay hết tổng thể cho anh em một vòng của cái bộ tàn nha. Tàn rất là lớn anh em. Cái này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu ha anh Khuyên? Đây, nguyên cái tàn này anh em khỏi có chê cái bộ tàn nha. Tàn đều hết bốn bên nha anh em, một cốt đi lên. Chút xíu mình sẽ vô mình quay cái xương tàn cho anh em xem như mơ luôn anh em ơi. Rồi mặt phía bên đây nha anh em. Bắt đầu mình sẽ qua bên phía bên kia. Đây. Tổng thể nguyên cái bộ tàn nha anh em. Cái này là mình đem về hồi nào vậy anh Khuyên? Mới đem về hồi sáng anh. Hàng nóng luôn nha anh em. Anh em nào mà cần cây mai tàn nào lớn thì mình có thể mình tham khảo chi tiết gốc này nha anh em. Cái này mặt bông chuẩn là nhiêu cánh vậy anh Khuyên? 7-9 cánh ha. Đây anh em nhìn nguyên cái vàng nút nè anh em. Cây này là bông thuộc đại ca luôn á nha anh em. Cây này anh em thấy những cái mảng trên đây nè, chùm chùm không anh em. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến sâu vô, mình quay cho anh em một vòng của cái xương tàn á. Anh em dòm nguyên cái vàng xương nè anh em, từ dưới lên nha. Một thân một cốt đi lên. Mà anh em thấy nó đá xương tàn không? Rất là đẹp cái cây nha. Cây này anh em nào mà có cái sân rộng rộng, anh em để cây này vô là hết sảy luôn anh em ơi. Đặc biệt á, thì cái này á, anh em thấy nè, trong thân á, anh em nó bung ra rất là nhiều nha. Mọc bông kiểu này nè. Thường thì những anh em nào chơi cây rất là khoái cây mai mà nó mọc trong thân á anh em, như lộc mà nó ra anh em. Này. Rất là nhiều, cây này còn tơ cây nha. Cây này lâu năm chưa hả anh Khuyên? Đây, dọc một vòng nha anh em. Nha. Hai mấy năm, cây còn khá là tơ cây nè. Cây này thì anh em đem về, anh em dưỡng thì nó còn sung, nó còn mau phát triển nha anh em. Này. Khá là kết những cái điểm này nè. Láng on luôn, từ ở dưới lên trên không tì vết luôn nha anh em. Rồi sẽ quay đảo một vòng cho anh em xem hết nguyên cái vàng xương rồi nha. Vàng xương này thì khỏi bàn cãi rồi anh em ơi. Này. Từ dưới lên trên. Coi cốt cành nó đóng anh em. Giá cả khá là dễ chơi anh em ơi. Rồi phía bên đây nha anh em. Từ dưới nguyên vàng xương anh em. Rồi anh Khuyên đo thử thông số coi sao anh Khuyên. Mấy chỗ cốt cành anh Khuyên. Đo trên luôn rồi. Rồi nhiêu anh? Đo trên là 50 nè. 50 rồi. Dây đế luôn anh Khuyên ơi. Đây là 57. 57 rồi. Sáng tay đó mình đo cái cốt cành luôn anh Khuyên. Cốt cành 20. 20 rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ tổng thể, mình sẽ quay cho anh em một vòng bộ đế nha. Cốt cành 21 nè. Rồi, rồi mình sẽ quay tổng thể cho anh em một vòng của cái bộ đế để anh em hình dung nha. Anh Khuyên vô ôm nhẹ bộ đế cho anh em hình dung luôn ha anh Khuyên. Đây anh em, nguyên cái nồi đế nè anh em. Rồi, em sẽ quay hết cho anh em một vòng. Cái này là ảnh bứng cái bầu khá là lớn, hỗ trợ anh em chơi Tết luôn hay sao rồi anh Khuyên? Thoải mái em, đây, bầu khá là lớn anh em. Đế sổ đẹp. Rồi, mình sẽ quay hết bốn bên cho anh em tham khảo chi tiết cái bộ đế gốc này nha anh em. Rồi. Rồi mình áo nhẹ nguyên cái nồi đế thế anh Khuyên. Nhiêu anh? 300. Rồi nguyên khối đế đặt là 300 nha anh em. Rồi. Cây số 1 này anh em thiện chí giao lưu, mình giao lưu giá sao hả anh Khuyên? Đây này nếu mà anh em có thiện chí anh giao lưu giá 160. 160 triệu nha anh em. Bao ship cho anh em 200 km, anh em bỏ 160 triệu mua cây mai này cực kỳ xứng đáng anh em. Em giờ nguyên cái dàn xương nhìn tê tái luôn. Cái này anh em nào mà ở gần đến thực tế anh em xem nó còn phê đó nha. Đây nguyên một cái bệ đế sổ xuống khá là đẹp. Đâu anh đo thử sổ đế luôn anh Khuyên. Nhiêu anh? 36 em. 36. Rồi anh em nào thích thì mình liên hệ với anh Khuyên nha. Tiếp theo anh em, cây mã số 2. Cây này bông cũng hơi bị đỉnh nha anh em. Cây này chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh Khuyên? Chiều nó 2 mét rưỡi. Còn tán ngang anh?
3m. Đây anh em. Cây này hơi siêu nhẹ anh em. Đế rất là đẹp anh em ơi, đế bung đều bốn mặt hết. Giá cả đưa ra cực kỳ hợp lý cho anh em nha. Rồi sẽ quay tổng thể cho anh em một vòng. Cái mặt bông đó là sao hả anh Khuyên? Bông này bông đẹp ha, 7 9 cánh. 7 cánh 9 cánh. Rồi sẽ quay cho anh em xem mấy cái dàn nút bên trong anh em. Đây. Cây này khá là nhiều nha anh em. Đây dàn xương này. Phía dưới anh em thấy đóng cụ đế anh em. Thân nó dặn từ dưới dặn lên nha anh em, dặn như mà mình dặn bột cái anh em. Dòng xuống, hàng này mới đem về, anh em nào nhanh tay thì mình liên hệ với ảnh nha. Nhấn số điện thoại sẵn đi anh em ơi. Giá khá là mềm cho anh em đem về anh em chơi. Ở dưới đây mình khai thác được nữa không hả anh Khuyên? Còn nhớ em để cho cây nó khỏe ha. Đây anh em. Đây một vòng nha. Cái này kêu bằng đế 48 giờ luôn anh em ơi, nó không có bị lỏng chỗ nào hết. Đây. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn ha anh Khuyên. Một vị trí nha anh em, ngay cái eo luôn nha. 45 hoành. 45 hoành, rồi cục đế luôn anh. Nhiêu anh? 230. 230, rồi sẵn tay đó mình áo nhẹ cốt cành luôn anh. Cây này anh em nào để tàn cũng được, không để mình rút mình chơi vẫn ok anh em ơi. 22 em ơi. 22, rồi. Rồi ra xa quay cho anh em lại một vòng nữa nha. Đây. Tàn nó bung như tàn đào kìa anh em. Cây số 2 này thì mình giao lưu giá sao hả anh Khuyên? Cây số 2 này anh giao lưu giá 19 triệu. 19 triệu nha anh em. Anh em bỏ 19 triệu một gốc mai chơi cực kỳ xứng đáng nha. Không mua cây này mua cây nào đó anh em ơi. Quá đẹp. Đế nè anh em thấy nè, chưa ấy xuống nha. Nó còn đế nữa nè, khích gịch nè, 48 giờ luôn. Thân dặn bột rất là đẹp, 19 triệu. Anh em nào thích thì mình liên hệ trực tiếp với anh Khuyên nha, qua số điện thoại ở phần tiêu đề anh em. Gốc tiếp theo anh em ơi, mã số 3. Cây này nhỏ mà nó có vỏ anh em ơi. Quay cho anh em một vòng nha. Cái này mini. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh? 1m. Còn tán ngang anh? Mặt bông nó mình có thấy chưa anh Khuyên? Chưa thấy mặt bông hả anh? Nút thì khá là nhiều anh em. Anh không thấy thì anh không có bao bông cho anh em nha. Rồi nguyên cái dàn xương phía dưới này nè. Cái này trồng được mấy năm rồi hả anh Khuyên? Đây anh em. Rồi bắt đầu mình tiến vô mình quay cho anh em. Cây này nó có nguyên cái cục đế nè, thì con ốc nè anh em ơi. Mình để nhẹ nhẹ cái tay thử coi anh Khuyên. Đây. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn Khuyên ơi. Cái này mình đo đại 2-3 thông số đi anh. Rồi đầu tiên là nguyên cái cục nha anh em. Nhiêu anh? 43 hoành em. Rồi mình đo cao lên đi anh. 28. Rồi anh áo nhẹ hơn nguyên cái nồi đế đi anh Khuyên. Cây này đế nó quặm quặm xuống như móng gồng cho anh em. Nhiêu anh? 180 em ơi. Rồi cây số 3 này thì mình giao lưu giá sao hả anh Khuyên? Cây số 3 này giao lưu là giá 15 triệu. 15 triệu nha anh em. Anh em chốt hai góc mình có giảm nhẹ cà phê pháo gì không anh Khuyên? Rồi tiếp theo là góc phôi này hả anh Khuyên? Rồi mình cho anh em xin chiều cao luôn anh Khuyên ơi. Cây này đế khá là đẹp anh em. Đế bung đều hết nha. Đế sổ xuống. 1m2 em. 1m2. Rồi. Đó cho luôn. Nhiêu anh? 46 tính 45 à. Rồi 45 hoành nha anh em. Mình áo nhẹ hết cái đồi đế luôn anh cái anh Khuyên. Rồi nguyên củ đặt tính 150 thôi anh ơi. Rồi 150 nha anh em. Quay lại cho anh em một vòng. Cây này là mình giao lưu sao anh Khuyên? Cây này anh giao lưu giá 10 triệu. 10 triệu, bao ship 200 cây hay sao anh? Rồi anh em nào thích thiện chí mình liên hệ trực tiếp với anh Khuyên nha. Đặc biệt thấy cây này anh em nào mà sân có cái sân rộng rộng mình có thể mình tham khảo cây này nha. Cây này chi cành anh em nhìn la làng luôn anh em ơi. Rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo anh Khuyên có giao lưu với anh em một cặp trang nha anh em. Trang đỏ. Chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh? 1m rưỡi, còn tán ngang anh. Rồi đây anh em, cái này không biết đo làm sao nữa, mình đo nguyên bụi quá anh Khuyên ơi. Nguyên bụi á, nguyên cái bụi nè anh em. Đo cái bụi đang cũ đặt này nha. Dạ. 45 em ơi. 45, đây có mặt bông sẵn nè anh em. Này chốt một cặp hả anh Khuyên? Một cặp. Một cặp ha. Rồi đây là cây số 1 nha anh em. Đây. Rồi tiếp theo mình sẽ quay cây số 2 anh báo giá luôn nha. Rồi tiếp theo cây số 2. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Khuyên?
rưỡi. Còn tán ngang anh? Tán ngang cũng mét rưỡi. Hai cây là đồng thanh đồng thủ luôn anh em ơi, nó y chang nhau luôn hả? Không khác gì hết trơn á. Rồi, đo thử thông số luôn anh. Nhiêu anh? 49. Cặp này mình chốt với anh em giá sao hả anh Khuyên? 8 triệu. 8 triệu nha anh em. Mua một cặp mới bán hả anh?